Chào tất cả các bạn nha. Các bạn mời các bạn xem cái clip mới của mình là mình mới được ông anh ông cho cái thùng cái bồn nước. Cái bồn nước mà nó cái bồn nước 500 lít. Giờ mình bị mất cái nắp dặn đây, mất cái nắp dặn này, nước chảy như mình mới mua cái một cái nắp mới nè, giờ mình dặn lại. Dặn lại cái mình bơm nước vô đây, mình thả cá bảy màu. Thả cá bảy màu mình mua chưa, mới thấy con cá rô thôi mà. Bỏ bớt ba bèo tay này qua cái chậu tròn đó. Cái bèo này mình thấy nó đẹp hơn. Mình nuôi cá trong đó này, nó nuôi nó cho mình thấy là như có nguồn cá rô trong đây đây nè. Đâu ăn cá rô, ăn cá gì vậy? Cái gì ngộ quá ta? Thả nó vô đó coi nó sống không? Nó bớt cái này của bệnh cái chậu tròn đó. Quấn thêm miếng keo non nữa. Miếng keo non dặn lại cho nó kín, không có bị chảy. Đó. Mình đậy nắp này lại nè. Đậy nắp này lại là bơm nước cho được rồi đó. Đó. Đơn giản. Giờ mình lôi lôi ống của mình bơm nước luôn.
xả bớt cái đoạn đầu cho nó đừng bị nước ở trong trong ống nóng hổi rồi. Con ốc mình xả được, xả bớt, xả cho anh chạy bớt cái cặn nha, xả cho chạy bớt cái cặn. Mình xả cái ống này ra, nó có sẵn mấy cái bèo tai ở trong đó luôn. Mình xả bớt, mở cái ống này mình xả bớt, lúc mình đậy nắp mình lại, xả bớt cái cặn. Nó xả bớt tí xíu thì được rồi. Rồi, ngắt. Nó bơm đầy vô cái mình thả thả cá bể màu. Trời ơi, mớp cái cái nữa rồi. Này chắc sáng mai thu hoạch nữa được rồi. Cải nè. Cải cũng thu hoạch được luôn rồi nè. Cải ghê không? Đây cái ớt này có lên từ nhạo đây. Đây nè. Từ nhạo nè. Mình nhổ lên kia mình đọc. Đó. Nhạo dễ trồng lắm. Về chứ khi mà cần không có nè. Các bạn thấy cái nhào không? À, vừa mình trồng mình cũng có một cây rồi, mình giờ ở đâu trong cái chậu ớt lên cây nữa, bỏ uổng quá, thôi trồng luôn. Trồng luôn nó có sử dụng, khi cần có bài thuốc cũng có người có bài cần bài thuốc cho anh ta. Giờ còn ngăn cây nhào mình qua phía bên đó mình trồng. Nhiều thứ cây quá, hôm nay ba cây ruộng hàng. Ở đây mình có cây nhào lớn có trái quá trời luôn nè, mấy clip trước mình có quay. Giờ mình trồng, giờ sẵn có cây này thì mình trồng tiếp cây nữa. Xong đại nó đang cây nữa. Nó cũng bụng như trồng xuống cũng tốt à. Nhào trồng đơn giản dễ sống. Nhào trồng như mùa mưa là nó sống.
Đó, vậy thôi, vậy là xong. Để mình quay gần lại cái nhào cho các bạn xem nè. Đó, anh đồng vậy xong rồi đó, dễ lên lắm. Giờ mình qua mình vớt hai con cá chết lên, cá mình thả nó chết lên rai, giờ mình phải vớt lên nữa. Xong rồi mình vớt mới cá con, vớt mới cá bảy màu rồi cho hai con cá thác lát mình nuôi trong nhà trong con ăn. Đây còn chết sao nó không nổi lên, nó tìm như này không biết. Nó chưa tới thời kỳ nổi. Sao có thoa luôn. Chắc là thôi sao lại chết nhiều kỳ như thế đó, có hai con đó, đây con nè. Bạn thấy chết ủ ghê không, mưa bự hết rồi. Rồi là muốn chết. Ui, lấy cánh, cánh ra để nào. Ui. Thank you.
về lợi chỗ toàn. Chuyện mưa quá nha các bạn. Nói trời trời các bạn thấy không? Mây đen luôn. Thì chắc mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Chuyện mưa quá là mình không đi ra ngoài mình làm cái mấy cái cây cối vườn tự được. Bây giờ mình xin kết thúc clip đây. Bạn chào tạm biệt các bạn nha. Bạn xem kênh và ủng hộ mình nha.